xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Rồi ok, thì ngày hôm nay ui, đã sắp bắt đầu rồi à? Đấy, phải giới thiệu nhanh. Đấy, các bạn thấy nhiều đồ VIP không? Nhiều đồ VIP không? Trời ơi, đấy, dưới này là có rất là nhiều trái tim đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại Chiến Quái Vật. Đấy, mấy cái con quái vật trái tim kia người ta ở trong này đặt tên là Quái Vật Tình Yêu các bạn. Đâu nhỉ? Đây đây, Quái Vật Tình Yêu này. Đó, và nhiệm vụ chúng ta phải tiêu diệt nó và nâng cấp đồ VIP. Nhưng mà trước tiên vừa mới vào là mình sẽ có cái túi may mắn này. Đấy, nhanh quá, gấp rút quá thì phải mở. Mở ra được chúng ta sẽ được ngẫu nhiên. Trời ơi, được mấy cái này. Mấy cái gì đây? Mảnh bully à? Và chúng ta có thể chế được đồ. À, chúng ta bắt đầu rồi. Và mong rằng là ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là chế được đồ VIP. Có rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Đồ nhiều lắm, nhưng mà trước tiên chế súng nào. À, súng level 3, súng level 4. Đấy, trời ơi, nhiều chưa? Các bạn thấy nhiều chưa? Rồi bắt đầu rồi. Trước tiên là chúng ta thử oánh con quái vật tình yêu nào. Và một điều rất là đặc biệt là ở trong cái map này, ở trong map này mình không cần phải thả, mình khắc tự để vào cái máy này khắc tự động thả cho mình. Đỡ phải mất công thả. Rất là thích luôn, đỡ phải mỏi tay thả các bạn. Map này tinh tế thật, thật sự là tinh tế luôn. Tí nữa mình vào cái cánh cổng cái nhá. Đây có một cái cánh cổng có hình kim cương kìa. Trời ơi, cái quái vật kim cương à? Dễ lắm. Đó bạn thấy không? Map này là không cần phải thả luôn, đứng đây farm rất là đơn giản thôi. Đấy, không cần thả cho mỏi tay. Còn bạn kia đi ra ngoài kia farm thì sao ấy? Rồi. Tại mình 13 điểm rồi, team mình 13 điểm các bạn ơi. Ấy. Rồi. Ui, thằng kia làm cái gì kìa? Wow. Ơ, bạn này không mở cái túi may mắn sao ấy? Mở túi may mắn đi. Trời ơi, mở túi may mắn mới được nhiều. Đấy, chắc là mình chui vào đây nào. Rồi. Bây giờ đến với cái cánh cổng kim cương này, chúng ta có gì đây? Ui, rất là nhiều bia mộ ở đây luôn. Rip này. Ui. Và chúng ta có gì đây? Đây là quái vật kim cương đây. Đấy, và chúng ta ở đây có thả sẵn rồi này. Mình có thể giết mấy con quái vật kim cương này. Hình như là mấy con này là đam nó rất là to, nhưng mà mình nhận được cái tỷ lệ, nhận được cái bully này nó nhiều hơn bình thường. Đó, các bạn thấy không? Hình như team bên kia cũng có một người. À, bắn từ xa bên kia luôn. À, không sao. Mình tiêu diệt mấy cái con này đã. Còn con này khỏe thế nhỉ? Biết thế mình lấy kiếm có vẻ VIP hơn đấy. Mình nghĩ rằng là kiếm nó mạnh hơn mấy cái súng này. Tí nữa cứ thử xem. Còn quái vật kim cương nhìn ngầu nhỉ? Chắc chắn là nó phải VIP hơn một cái điều gì đó. Cái này là 5 đam à? 1000 máu à? À 100 máu. Ui, khỏe thế. Ôi ôi. Rồi, bắn một lèo đấy xong nhà ra nhặt. Mong rằng team bên kia đừng ai ra nhặt nhé. Team bên kia quái vật đang chèn giữa cửa, chắc là cũng chả có vào được đâu. Wow. Ui, ở kia có. Ui, ở kia con bớt à? Cái con màu tím kìa. Tiêu diệt con đấy là sao? À, ừ đúng rồi, hình như bớt các bạn ơi. Wow. Con này chắc là con bớt rồi. Không hỏi luôn, đây là quái vật kim cương tím à? Hay đấy. Ây, nó bắn đau thật. Thật sự đau luôn. Mình bắn từ xa, đứng từ xa thì chắc là nó không bắn được mình. Làm gì được nhau? Làm gì được nhau nào? Ây, nó chết rồi. Ra nhặt. Được cái gì đây? Ui, túi may mắn cực VIP à? Wow, trời ơi, không biết là mình được cái gì rồi nhá. Ăn á. Vào được đây không? Làm được cái gì không? Ui, tỷ lệ sinh ra cái gì đây? À, mấy cái đá này, quặng đồng hoặc là cái đá mặt trăng à? Rồi, được cái quặng đồng luôn. Rồi, bỏ qua đi. Mình sẽ farm xong rồi nâng cấp được lên súng VIP hơn không? Trời ơi. Có 3 loại quái vật à? Quái vật tình yêu. Ui, trong này nó sinh ra quái vật kim cương này. Rồi bây giờ thử chế nào. Ui, súng level 5, 17 đam. Cái súng này ít đam lắm. Súng level 6 này. Đó, chúng ta có. Ui, có cả sinh ra quái vật ong này. Trứng sinh ra cái gì đây? Túi may mắn à? À, hóa ra là cái quặng đồng này là chúng ta có thể là lấy được đổi được túi may mắn này. Thử xem nhờ. Wow. Chị thế. Không biết là cái đấy đây là team gì đấy. Cái con ong này mình không biết là mình để làm cái gì ta. Thử xem nào. Đây đây. Trứng sinh ra ong. Nó đánh mình không? À, ấy, sao lại đánh mình nhỉ? Đáng nhẽ là nó phải đánh đối phương chứ. Đó. À đây, con này cũng là để farm thôi các bạn ơi. Con này cũng để farm thôi. Thôi bỏ đi. Thế nào còn con gì? Đây là con Wither này. Có 4 loại cái vật à. Wither hết chưa? Con gì VIP không? Xịn sòn không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy giảm sát xương tầm xa tăng. Đây mình ăn cái này đi. Ăn cái này cho tăng sát thương tầm xa xịn sò. Rồi thử thả con Wither ra xem rằng là nó được cái gì nhá. Và hóa ra là à cũng thế rồi các bạn ơi. Không hơn và cũng không kém. Thôi nhưng mà con bốt kia tính ra có mỗi một con rồi à.
Làm sao? Chỗ này địa bàn của ai? Trời ơi. Wow, hàng này súng này khỏe lắm. Thế thì cái con bot này nó sinh ra được mỗi một con nữa. Đấy, tiêu diệt đấy. Nó tiêu diệt đối phương đó. À trời ơi. Ui, mấy bạn này chơi kiếm à? Mình về với ui, đây là team đồng team xanh. Cái gì đây? Bot đam. À, còn một cái nữa này. Wow, chỗ này còn một cái nơi đến với bot này. À, đây là vùng đất của ong này. Wow. Thế luôn cái map này, mình thấy rằng là map này rộng kinh khủng khiếp luôn. Đây, chúng ta có thể là chế được quặng đồng từ cái mảnh bully này. 25 mảnh chúng ta mới chế được. Ui, thế may mắn lắm, hên xui lắm. Wow, ong quá trời luôn này. Hay vậy, ở đây có con bot gì không? Có con bot gì hay không? Wow, ong chúa này. Ong chúa. Để nha, mình xử lý bọn ong này đã. Wow, có nhiều cái hay lắm, nhiều điều thú vị trong cái map này này. Mắc nhiều luôn. Mình tìm hiểu hết mới được. Mình trước tiên là xử bọn ong này đã. Bọn ong này là 200 máu và 15 đam mà. Rất là khỏe đấy. Xả hết một băng đạn. Wow. Châu vậy, châu bò vậy. Đấy, các bạn thấy không, khỏe không? Tí nữa con bốt kia chắc là mình phải bắn hết chục băng đạn mất. Rồi, ok. Quên mất là không mua cái thức ăn chạy nhanh, chạy cho tít. Đấy, cái súng mình nó còn vip lắm rồi nhá. Tí nữa chắc phải đủ chưa? Bây giờ mới được hơn một stack. Lắm thế nhở? Bắn hoài luôn. Rồi, chết là ai con? Chết con thứ ba rồi. Sao không ta xử con bốt nào? Ong chúa. Ây, trời ơi, khỏe thế. Rồi, nó không cho mình hồi sinh luôn. Hay lắm. Đây mình không có bốt. Hình như chỉ có đội xanh mới có sinh ra bốt. Bốt ong hay sao ấy. Xem nào, chế được, nâng cấp được cái gì không? Cái súng ngắm này thì cần đến cái trọng lực trên mặt trăng. Ủa, trời ơi, khó nhờ. Kiếm được cái trọng lực trên mặt trăng lại khó thật sự luôn ấy. Nó đi thôi. Mới là cái bạn ở team mình đi đâu rồi. Mình sẽ đổi thức ăn chạy nhanh đã. Sau đó thì mình quay lại chỗ kia. Làm nhẹ. Làm gỏi cái con. Đấy. Làm gỏi cái con bot đó. Không biết là con bot đấy nó cho gì. Chắc chắn là bot phải cho đồ xịn rồi. Cái map này hay thực sự mà. Thực sự hay luôn đấy. Đang chế đồ. Ủa, vừa lấy mình chui ở đâu ta? Trời ơi. Easy vậy. Vừa lấy mình chui đường nào ta? Đây có con bot này. Đây như là cũng là con bot này các bạn. Mình xử lý con bot này đã. Wow, túi. Wow, hai túi may mắn luôn. Đó, tiêu diệt, tích cực tiêu diệt mấy con bot này đi. Bully, lại được bully à? Lắm thế. Đi tiêu diệt bốt đã. Tỉnh sau. Ủa, cái chỗ đường đi của cái kia là chỗ nào ta vừa lấy mình đi. Đi kiểu linh tinh, đi kiểu tào lao. Đã tìm lại chỗ này kia đó. Wow, thanh niên thả Guider ra, cảm ơn nha. Trời ơi, Guider béo thế. Béo thế. Trời ơi, ăn hành cho em. Ủa, chỗ đến cái vùng đất ong nó ở đâu nhỉ? Mình lấy chui đâu ta? Chui linh tinh cả. Rồi bây giờ chỉ còn cái con bốt ong nữa thôi. Mình đi nâng cấp lắm. Xem nào, ui vẫn chưa nâng. Bây giờ phải cần cái đá này này. Xem nào, ba đá này, 1, 2, 3 rồi. Wow, có kiếm lửa này. Nhưng mà thôi, nâng cấp lên súng đi. Súng này, súng level 7 này. Súng này 35 đam, súng kia 30 à. Ui, súng 70 đam, trọng lực. Súng này bắn kiểu súng ngắm thôi. Nhưng mà nó mạnh lắm. Ui, giật kinh khủng khiếp luôn. Bắn hai cái chết con này. Xịn xó đấy. Một cái chết bạn kia luôn. Wow.
mạnh thật sự mà. Nhá, mình thử đi đi tìm lại nào. Ô, cái cánh cổng kia nó chui ở đâu? À, đây. Người ta mình phải chui ngược lại. Trời ơi, đây boss Wither này. Chúng ta có hai con boss ở đây các bạn. Hai con boss đây một à, thế được. Để ăn này đã. Đâu? Cái chạy nhanh của mình cũng sắp hết rồi. Hay lắm. Ong. Trời ơi. Bắn con ong chúa. Mình phải tiêu diệt hết ba tổng cộng mấy con boss này đã. Cả boss Wither nữa. Để lấy mấy vật phẩm xịn sò xem có gì hay không. Đó, chết con boss rồi. Ui, được cái túi này. Ui, được nhiều túi thế con boss này xịn. Nó mở ra. Để đây, lại mảnh bully à. Lại mảnh bully. Đó, ui, được 5 cái đá luôn này. Xịn thế. Hấp dẫn. Thua, trời ơi. Lại bảo không thua đi. Đây, chúng ta đến với boss Wither bên này. Wither này mình tiêu diệt chưa? À chưa. Con Wither nào nó bị lava đốt ra. Bắn nữa. Ui, con boss này khỏe, boss kia 800 máu phải không? 800 máu thì mình phải bắn tầm 4-5 cái mới chết. Cái súng này đam 70 mà. Súng ngắm này đam mạnh lắm. Trời ơi, bắn giật. Rồi, chết rồi, chạy ra lấy rồi. Kệ bọn này. Ấy, ấy. Ui, có mấy con thủ lĩnh cơ. Chết. Trời ơi. Quá là con mấy. Ý. Trời ơi, con nhảy vào đây còn có mấy con thủ lĩnh nữa cơ. Thật sự là buồn. Rồi, ok, chúng ta sẽ lấy mấy cái đồ này đã. Còn cả mấy con thủ lĩnh nữa chứ. Đây. Cái chỗ qua là cái cánh cổng này. Bốt này. Con này là 800 máu các bạn. 800 máu. Ấy. Mày đánh. Súng này giật quá. Biết thế mình để nguyên cái súng kia. Giật thực sự. Ăn này đã. Mấy con. Đấy các bạn thấy không? Ngắm trúng rồi này, bắn phải từng viên một. Con thủ lĩnh này bắn rát lắm. Rồi chết rồi. Bọn này bắn tầm 3 cái là một đai. 2 3. Ui dồi ôi, giật. Giật kinh khủng khiếp luôn. Một cái nữa. Rồi, đai rồi, đi nhặt thôi. Hẹp mì. Wow, nhiều túi cực phẩm đấy. Ui. Xịn xò. Run. Thế thằng Minty xanh, mấy bạn kia không biết ở đây có boss sao ấy. Đó, cái map này chúng ta phải tìm hiểu này. Rồi. Ui, 7 túi VIP này luôn. Ui. Giàu rồi các bạn. Trời ơi. Wow. Xịn thực sự. Quá xịn luôn. Cái này chúng ta có gì? Búa 25 đam này. Găng tay Thanos level 1 là 20 đam. Kiếm lửa level 1. Móng vuốt người sói là 50 đam. Thôi, mình chế tạo súng đã. Súng mắc VIP đã bạn. Rồi bây giờ chúng ta nâng cấp lên súng level mắc à. Level mắc là chúng ta cần thêm một cái trọng lực nữa. Ui, nhiều thế. Rồi, level mắc nè. Súng này 35 đam thôi. Ủa, nhưng bắn nhanh à. Ừ, bắn nhanh. À đúng chứ, mình cảm thấy rằng súng level mắc nó cùi vậy. Tưởng nó phải xịn xò thế nào chứ. Đấy các bạn thấy không. Ôi ôi, sai lầm của mình chế súng level mắc rồi. Súng AK đấy. À chắc có lẽ mình về thôi. Mình về xem còn đồ gì chế. Bây giờ chế kiếm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lên kiếm level 2 là cái kiếm này kiếm lửa. Kiếm level 2. Mấy cái kiếm này mặc định cho mình chế xem level 4. Level 5. Level 6 có skin rồi. Level 7. Uầy, chế dễ thế. Level 8. Level 9. Level 10. 11. 12. 13. Wow, 13 này. Level 14 là chúng ta cần bê mảnh, cần mảnh bully thôi. Ui, cái quặng đồng này mình nhiều kinh khủng khiếp luôn. Level 18 là wow, 50 đam skin, có 50 đam nữa. Xịn thật. Rồi về farm thôi. Mình đi farm về nhà mình farm được mấy con boss này mình giết được hết rồi.
Thành nước đầu. Chạy thôi, chạy thôi, chạy ngay đi. Ôi, team xanh. Team này bây giờ không đánh lại được mình. Quá mạnh so với quy định à. Vậy chúng ta sẽ chạy chạy về kia để farm đồ đã. Mình sẽ để con thả quái vật vào đây. Bắn cái gì? Chớp. Bắn. Chạy đâu. Chạy ngay đi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ farm để chế tạo cái kiếm VIP cho nào. Quái vật tình yêu à? Quái vật tình yêu hay quái vật Wither nó VIP hơn đây. Đấy. Nói chung là nhặt hình như cái này là nó random thôi. Làm sao? Trời ơi, bay hết vào đây, hình như có mỗi một mình thôi. Wow. Cho em lên TV. Ôi, con này có 50 máu đây, mình bắn một cái chết. À, con này có mỗi một mảnh. Con Wither là con VIP nhất sao ấy? Wow. Thế thôi mình chui đi farm quái vật Wither đây. Ta chui vào đây. Đó, con chắc là con Wither là con VIP nhất rồi. Ra đây farm Wither cho nhanh. Nhận được bao nhiêu? 2 mảnh bully à? Ta ra đây lấy Wither để farm đấy. Ô đâu rồi? Dương chứa quái vật Wither đâu hết rồi? Cái để thả đâu ta? Chắc là mình phải quay về kia để thả đó. Đây mình có mua được. Quên mất là chúng ta có thể mua được quái vật Wither mà. Rồi ok, về nhà. Come back home. Đây. Ấy. Ui, trông này nhiều quá. Nhiều thực sự. Thực sự nhiều. Wow. Bạn này ở đâu ra vậy? Đấy, mình còn chưa chế giáp nữa. Thôi không chế giáp. Giáp thì lanh quanh nó vài cái giáp đấy thôi. Mình đang cố gắng là chế vũ khí VIP cho bạn xem. Đó, cái máy này nó còn có cái thả này rất là tiện lợi luôn. Đỡ mất công, giá mà có thể mua được cả máy này. Wow, level 180 mấy à? Nhận đi em ơi, nhận đi, thoải mái đi. Thế giới này là của chúng ta. Quái vật tình yêu. Đủ chưa ta? Đủ để nâng cấp kiếm lên chưa ta? Rồi, level 14 này. 15, 16. 16 rồi, 17. 18. Wow, 18 à? Đến level 18 là mắc chưa? 18 này. 22 mới mắc à? Ui. Nhiều thế, 18, 19 à? Ok, 19. Kiếm lửa này. Xem nào, 20 à? 19, kiếm 20 đâu rồi ta? 20 chúng ta cần hai đá này. Đơn giản mà. Wow. Bạn thấy không, giết bot là cái cách tìm đến chiến thắng nhanh nhất. Chúng ta cần ba cái đá này. À đâu, kiếm 21 mà. Kiếm 21 mình có rồi mà. Có chưa? Đây là kiếm 20. Kiếm 21 rồi, đại khái là cần nhiều đá rồi đấy. Ba đá này, 21 này. Rồi, kiếm 22 là kiếm VIP nhất à? Level max là 20 mấy đây? 22. Ủa, song kiếm luôn à? Có cả song kiếm này, 22. Chúng ta bây giờ cần đồng quặng. Quặng đồng. Quặng sa đồng. 22. Wow. Kiếm mắc chưa? Chưa mắc luôn. Kiếm lửa level mắc. Ui, cần vóng móng vuốt nữa các bạn. Bây giờ chúng ta cần móng vuốt nữa là 100 đam. Wow. Xịn so tứ á. Cái gì đây? Bán rẻ cái gì đấy? Rồi mình sẽ mua cái Wither đấy. Rồi thả Wither ra. Bây giờ chơi thả Wither ra các bạn. Ấy. Wow. Ôi, cái kiếm này xịn thật. Cái kiếm này xịn thật. Xịn dã man luôn. Ai? Thấy chưa? Thấy chưa các bạn? Thấy gì chưa? Ta sẽ farm. Đó, cái kỹ năng nó loát liên tục này. Tí nữa mình sẽ sử dụng cái kiếm VIP đi.
thì lúc đó thì thôi, mắc nhanh luôn. Tại là mình đã có hai đồ VIP rồi đấy. Wow. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Mong rằng bạn kia đừng nhặt đồ của mình. Ly. Ai. Rồi bây giờ mình sẽ xem nào. Ở bây giờ mua cái sát thương cận chiến nhá. À đây có sát thương cận chiến mà. Wow, pha một lúc đã được. Bạn kia đồ cùi quá nên là đâm ra không thể phản kháng lại được. Tới đây. Tới đây. Ui đợ. Ui đợ. Ui đợ. Rồi. Chắc là mình xem nào, mình thử chế xem cái này được. Ui. Cho bạn kia đai rồi. Cho bạn kia hồi sinh đi để quái vật nó đánh bạn kia đó, mình mới chế được đồ. Wow, 47 mảnh bully. À bạn kia cho mình kìa. Hay quá. Đấy, đồng đội tốt ở đây chứ đâu. Wow. À, bây giờ chúng ta cần đến móng vuốt à. Móng vuốt này này. Móng vuốt người sói. Ui. Hình như là có cả phải max level móng vuốt người sói đi mình mới chế được kìa. Xong rồi rồi. Khó để nâng cấp được đồ VIP cũng không phải dễ đâu. Chạy ra đây đã. Thế nào. Ui, trời ơi. Kiếm VIP đâu, kiếm mắc đâu. Móng vuốt người sói level mấy đây? Level 2. À, đánh lén mình. Trời ơi. Móng vuốt người sói level 2 thì mình mới có thể là. Chắc là hết rồi. Wow, làm nhẹ. Ui. Về móng vuốt người sói level 1 rồi nha. Láo, láo hư thật. Đây level 1 rồi, level 2 là chúng ta cần đến 5 cái quặng này. Hay quá, bạn kia lại cho mình đồ kìa. Level 1. Cái gì? Trời ơi. Thấy hiền nó bắt nạt hoài. Thấy chưa bạn thấy không? Đấy người ta gọi là thấy hiền bắt nạt đấy. Rồi bây giờ cần đến 3 cái đá kia nữa. 3 đá đây. Ngon. Tha đấy, bây giờ lại đi xin tha, khổ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có đến tận wow, chúng ta có cái kiếm VIP rồi, kiếm level max. Tha. Thôi tha cái gì mà tha, tôi không tha, tôi không nghe, tôi không thấy. Wow. Trời ơi, thả đi em, thoải mái đi. Trời ơi các bạn thấy không? Tại sao? Rồi, đấy câu hỏi 10. Các bạn thấy không? 10 vạn câu hỏi vì sao? Wow. Đã mình mua. Mua này đã, thả mấy con này vào đây đã. Cho xuất hiện nhiều vào, càng nhiều càng vui. Wow, farm nhanh, mắc nhanh luôn ạ. 192 con. Ui, cho xuất hiện mắc level luôn. Rồi bắt đầu chiến rồi. Đó. Ui cho nó chui méo vào đây. Wow. Trời ơi, kiếm này level 100. À cái kiếm này max level có sát thương là 100 các bạn. Cao nhất ở đây là chỉ có mấy cái đồ này hay sao ấy. Đây. Kiếm này max sát thương level 100 đây. Sát thương 100 đam đấy. Ui. Ui mấy mày. Cái này các bạn phải đi đánh boss rất là nhiều luôn này. Xịn sò kinh khủng khiếp luôn. Có nhiều đồ thế nhở. Mắt này nhiều đồ thực sự luôn ấy. Đâu xem nào. Có cái kiếm này. Lại có cả song kiếm luôn. Đây chúng ta có cả song kiếm luôn. How to ạ. Có mỗi mấy con bốt kia thôi. Giá mà mình có thể là mua được quả trứng của bốt. Bạn kia cứ ra đây là đai luôn. Bạn kia không bao giờ sống được khỏi đây. Sống được khi vào đây. Bởi vì mình sử dụng cái kỹ năng này là sát thương 100 mà. Nên là mấy bạn mà quý bát vào đây là của anh không trượt. Không trượt cái nào luôn. Đấy. Qua đây làm sao được. Trời ơi. Tha mạng cái gì. Rồi chúng ta xem nào. Cái này không có mua được. Thanh niên. Đâu. Bây giờ mình thử lên cái song kiếm nhá. Bây giờ cái kiếm lửa. Ui,
Kiếm lửa này chúng ta có thể lên được kiếm lửa level 1. Còn nhiều lắm. Gì đấy bà? Đó, chúng ta có thể lên xong kiếm level 2 này. Ui, sẽ xong kiếm level 2. Nhiều đồ kinh khủng khiếp luôn. Cái búa này, mình thử xem cái búa này. Chắc có lẽ rằng là có tất cả là ba cái đồ gọi là xịn sò là ok nhất. Đó, chúng ta có song kiếm, có súng và có cái kiếm bình thường này. Ủa, kiếm cầu vòng các bạn. Rồi team bên kia bây giờ mới được 100 bao nhiêu điểm. Wow. Bạn nào, mình cứ đi một lúc. Về bên nhà không bạn, đầy luôn. Quá nhiều đồ VIP. Đâu rồi, xem nào. Không có trứng của con mấy con bốt ta. Nhiều đồ VIP đấy. Chém liên tục luôn. Đó, xong kiếm level 3 này. Nói chung là cần rất là nhiều bạn ơi. Cần cái này cần nhiều lắm. Cái này cần nhiều thời gian lắm mới nâng cấp được. Chắc là full được đồ VIP. Giá mà nó có thể là thả mua trứng được bốt thì đẹp. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cũng đã thấy rằng cái team bên kia người ta chắc là mình cũng chả cần sang đánh đâu, bởi vì mình có kiểu VIP rồi. Chém một cái các bạn thấy rồi, bay cả đầu luôn. Và nếu các bạn yêu thích cái clip này, yêu thích cái map này thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Đó, ngày hôm nay thì mình đã chế được, nói chung là chỉ chế được hai cái đồ mắc thôi, kiếm với cả súng thôi. Đó, chứ còn mấy cái đồ khác là không thể chế được, bởi vì nó quá là VIP. Nó quá là mất thời gian nữa. Nếu mình chơi hết là 20 phút còn lại thì chắc là đủ thời gian để chế đấy. Đó, găng tay Thanos level 1 này. Nào, được găng tay Thanos này. Mấy cái này chắc đánh chay thôi, không có kỹ năng gì nhiều. À đây, cái này cũng móng vuốt, kiểu như móng vuốt đây. Ui dồi, trò đá cái gì. Wow. Ok, và xin chào gặp lại nha. Bye bye.